Và đây là cái sản phẩm mà mình cảm thấy là ít lăn tăn nhất khi lựa chọn mua. Nhưng mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Thực ra là iPhone ở Việt Nam thì trải dài trên rất là nhiều các phân khúc, đúng không ạ? Giá rẻ chúng ta cũng có thể mua được iPhone này, tầm trung cũng có thể mua được. Nghĩa là đại loại là các bạn có bao nhiêu tiền là có thể mua được cái iPhone mà bạn thích. Đấy, quan trọng là bạn có đủ tiền để mua hay không thôi. Đấy. Tuy nhiên là khi chúng ta bỏ tiền ra mua một cái iPhone ấy, thì tất nhiên chúng ta sẽ có một số những điểm lăn tăn rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn cái chiếc điện thoại iPhone nào khiến cho mình ít phải lăn tăn nhất khi lựa chọn mua nhé. Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên ấy, là đối với những cái sản phẩm iPhone nó cũ quá, kiểu như iPhone 6S, 6S Plus trở về những đời trước ấy, thì cái điều mình đang lo là gì? Đấy là sợ bị hàng dự. Ok, cá nhân mình cũng rất là sợ điều đấy. Đấy, và đấy là cái nỗi lo lớn nhất thôi. Chứ còn cái tầm đó thì cũng chả quan trọng là màn hình bé hay màn hình lớn, HD cộng hay là không đâu. Đấy, chỉ có mỗi tội là lo là liệu hàng dự không. Đấy. Bắt đầu đến iPhone 7, iPhone 8 rồi là 7 Plus, 8 Plus thì mình cũng lăn tăn mấy cái điểm đấy thôi. Chứ cũng chẳng có điểm gì là quá lăn tăn cả, đúng không ạ? Bắt đầu đến bây giờ những cái sản phẩm iPhone đời gần gần đây này. Ví dụ như iPhone 10R, ít nhất là thời điểm này Apple vẫn đang bán hàng mới đấy nhá. Thì iPhone 10R cái điểm chúng ta lăn tăn là gì? Đấy là nó chỉ có một camera là một này. Cái điểm thứ hai đó là cái màn hình của nó là màn hình IPS, độ phân giải chưa cao. Đấy là những cái điểm mà chúng ta lăn tăn đấy. Bởi vì bây giờ những sản phẩm iPhone đời mới là nó đã là màn hình AMOLED hết rồi. Bắt đầu đến iPhone 11 thì cái điểm chúng ta lăn tăn là gì? iPhone 11 cái điểm chúng ta lăn tăn là cái màn hình của nó không được đẹp. Còn lại thì mọi thứ của iPhone 11 mình đánh giá là cũng ok chứ, đúng không ạ? iPhone 10S, 10S Max thì cái điểm chúng ta lăn tăn ở đây là gì? 10S thì là pin yếu này. Đấy, 10S Max các thứ thì điểm lăn tăn là nó không có camera góc rộng. Thế nó bây giờ chứ. Không có camera góc rộng ở thời điểm này là mình thấy là cũng rất là thiệt thòi đấy nhá. Bởi vì những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng đến camera góc rộng rất là nhiều. Chúng ta sử dụng khi đi du lịch, đi phượt, đi chụp ảnh với cả bạn bè lúc mà đông người. Đấy, chả lẽ là không có camera góc rộng cho lại lấy điện thoại của bạn cho ta chụp à, đúng nào? Đấy, thì mình thấy là có camera góc rộng nó sẽ thuận tiện hơn. Thì đấy, cái iPhone 10S Max hay là iPhone 10S nó không có cái đó, nó hơi bất tiện một tí. Bắt đầu tiếp tục cũng nào, iPhone 11 Pro thì màn hình của nó lại hơi bé. Đấy. Bắt đầu đến thế iPhone 12 thì sao? Chúng ta sẽ có iPhone 12, 12 mini. 12 mini thì quá bé rồi, đúng không ạ? iPhone 12 thì thực ra là nó cứ thiếu thiếu những cái gì đó. iPhone 12 chính ra mình thấy là rất là ổn ở trong tầm tiền đấy nhá. Nhưng mà thực ra là đôi khi chúng ta cũng muốn là phải có thêm camera tele, có phải có bộ như trong nó phải cao cao một chút thế này thế nọ. Còn iPhone 12 Pro Max với cả iPhone 12 Pro thì thực sự các bạn chứ nó quá giữ giá luôn. Trời ơi, nó giữ giá để thôi rồi luôn các bạn ạ, nó giữ giá quá. Các bạn có thể tham khảo qua cái sản phẩm iPhone 12 Pro Max này tại Clickbuy, bây giờ vẫn đang để 28,5 triệu. Và giá cao là cái rào cản. Đấy là còn chưa kể là mình nói là nó không có quá nhiều những sự thay đổi so với iPhone 11 Pro Max. Và chính ra nếu bây giờ mình lấy cái iPhone 11 Pro Max này thì đây là cái chiếc điện thoại nếu mà xét trên cái giá trị sử dụng, trên cái tầm giá của nó là mình nghĩ là xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra. Đấy, tại sao lại như thế? Thứ nhất, nó không quá giữ giá như là iPhone 12 Pro Max đâu. Cái sản phẩm này thì bây giờ chúng ta không còn hàng mới nữa rồi. Đấy, hàng cũ thì nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 17,5 triệu thôi. Mức giá đó nó chênh lệch quá nhiều tiền so với cả iPhone 12 Pro Max, chênh lệch quá nhiều tiền luôn. Và cái thời điểm cuối cùng cách đây khoảng hơn năm trước khi mà nó không còn hàng mới để bán nữa thì giá lúc đó nó chỉ còn 23-24 triệu thôi, nhưng mà iPhone 12 Pro Max đến thời điểm bây giờ sau một năm rồi vẫn còn 28-29 triệu, nghĩa là lệch khoảng 4-5 triệu so với cả cái iPhone 11 Pro Max này, cái thời điểm mà nó dừng bán, lệch quá nhiều tiền luôn, đúng không ạ? Thế còn hàng cũ bây giờ thì cũng phải lệch nhau tầm khoảng 7-8 triệu rồi. Những mức lệch nó quá lớn như thế. Trong khi đó này, các bạn nhìn này, iPhone 12 Pro Max cầm nắm thì là cấn tay hơn, đúng không ạ? Form thiết kế thì chả có điểm gì khác biệt mấy, mỗi cái vắt cạnh nó phẳng hơn. Màn hình khác biệt tí về cái kích thước, không đáng kể. Hiệu năng ok, có sự thay đổi thật, nhưng mà rõ ràng là hiệu năng của 11 Pro Max vẫn còn rất tốt, kể cả camera cũng thế, camera là 19-110, pin thậm chí 11 Pro Max cũng còn nhìn hơn. Vậy là nếu mà mức tiền chênh lệch nhau quá nhiều như vậy thì rõ ràng là iPhone 11 Pro Max chúng ta không cần phải lăn tăn cái gì cả, đúng không ạ? Ví dụ nhá, so với cả iPhone 12 thì iPhone 12 thiết kế không có khung viền thép này, rồi là nhìn nó không sang chảnh bằng iPhone 11 Pro Max này, rồi là nó không có camera tele giống như iPhone 11 Pro Max này, thì đây, đấy, pin cũng không cho bằng, đây thì đây, có cái gì phải lăn tăn nữa nào, đúng không ạ?
chả có điểm gì phải lăn tăn đấy. Và đây là cái sản phẩm mà mình cảm thấy là ít lăn tăn nhất khi lựa chọn mua, nhưng vẫn một nhược điểm. Đố các bạn biết là nhược điểm gì ạ? Đấy là nếu các bạn muốn sử dụng cái giỏ này một cách lâu dài thì cần phải chú ý đến cái việc là nó không có 5G. Nếu mà so với iPhone 12 thì là nó thua kém hơn cái điểm đấy đấy nhá. 5G thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều bạn nói rằng là nó không quan trọng, bởi vì sao? Phải rất đơn giản thôi. Ở Việt Nam chúng ta đã phổ biến được 5G đâu. Tuy nhiên với những sản phẩm như thế này thì mình nghĩ là các bạn mua về các bạn sẽ sử dụng lâu đấy. Và khi nó không có 5G thì đấy sẽ là một cái bất lợi của nó, đúng không ạ? Về lâu về dài chúng ta sẽ cần những cái đó. Có thể thời điểm này không cần, nhưng có thể vài ba năm sau chúng ta sẽ cần thì sao? Đấy, và đấy là cái điểm lăn tăn duy nhất thôi. Chứ còn chính ra nếu mà mình thấy là với cái tầm giá mà chúng ta bỏ ra thì đỡ phải lăn tăn nhất chính là iPhone 11 Pro Max. Đấy là cái chiếc iPhone mà chúng ta đỡ phải lăn tăn nhất ở thời điểm này. Ok, thế còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về iPhone 11 Pro Max? Và theo các bạn thì đâu là cái chiếc điện thoại iPhone khiến cho các bạn đỡ lăn tăn nhất? Còn tất nhiên, đã có tiền mua đến iPhone 11 Pro Max thì mình nghĩ là chắc các bạn chả nghĩ đến những cái điện thoại khác ở phía dưới nữa đâu. Nhưng mà đúng là nếu mà những cái chiếc điện thoại phía dưới chúng ta còn bất kỳ cái điểm gì lăn tăn, ví dụ như iPhone 11 lăn tăn ở cái việc là không có camera tele, không có màn hình đẹp đấy, thì liệu có nên cố lên hay không? Thì đây, cố lên, mình nghĩ là cố lên đến đây là được rồi. Đừng có cố lên đến đây, vì cố lên đây nó hơi mặn, nó hơi cao quá. Chứ còn nếu mà đang dùng những sản phẩm thấp hơn, nếu mà cố lên nhất thì cố lên con này là ngon nhất này nhá các bạn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Này vợ ơi, trả điện thoại nhá. Mua con này thấy hợp lý không? Okay.